Xin kính chào quý vị và các bạn. Đêm qua đến sáng nay, do ảnh hưởng của khí mát từ phía Bắc, nén rãnh áp thấp nên mưa rào và dông rải rác đã xảy ra tại các tỉnh thành thuộc phía Đông Bắc Bộ. Mưa cũng đã phần nào xoa dịu hơn bầu không khí nóng bức trong những ngày qua. Dự báo trưa chiều ngày hôm nay thì mưa giảm, Bắc Bộ chỉ còn xuất hiện mưa rào nhẹ ở một vài nơi. Tuy nhiên thì nền nhiệt độ sẽ giảm hơn 24 giờ, trước đó với nhiệt độ trưa chiều ở vào khoảng từ 32 cho đến 35 độ. Một số nơi thì thuộc khu vực phía Tây vẫn có thể lên trên là 36 độ. Tuy nhiên chỉ mang tính cục bộ và nhìn chung thì tình trạng nắng nóng sẽ giảm nhẹ tại hầu khắp các nơi trên khu vực Bắc Bộ. Khối khí mát mùa này có cường độ yếu nên rãnh mây dông sẽ chỉ dừng lại ở khu vực Bắc Bộ hoặc cùng lắm còn gây mưa rào cho các tỉnh thuộc Thanh Hóa và Nghệ An. Trong chiều và tối nay, như vậy thì nắng nóng tại khu vực miền Trung sẽ chưa có điều kiện chấm dứt, nó chỉ tạm thời giảm nhẹ hơn trong ngày hôm nay tại phần phía Bắc của Trung Bộ. Còn các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận thì tiếp tục duy trì kiểu thời tiết khô và nóng với nhiệt độ trưa chiều ổn định trong khoảng từ 35 cho đến 38 độ. Chiều tối thì có khả năng có mưa rào ở vài nơi. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày hôm nay dự báo nhiều khả năng là mưa sẽ tăng đều hơn nhưng vẫn chủ yếu xảy ra trong khoảng chiều tối và đêm. Riêng vùng ven biển miền Tây, một số tỉnh như là Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau thì vẫn cần cảnh giác là mưa dông có lượng khá và kèm gió giật mạnh trong cơn dông. Ban ngày thì toàn khu vực vẫn có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên là từ 31 cho đến 33 độ và từ 33 cho đến 35 độ ở khu vực Nam Bộ. Cụ thể ngày hôm nay thì thời tiết các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị, thưa các bạn, nằm trong xu thế chung của Bắc Bộ nên ngày hôm nay cường độ nắng trên khu vực thủ đô sẽ hạ nhẹ hơn và trời thì đôi lúc nhiều mây, ẩm tăng khiến nền nhiệt độ trưa chiều giảm hơn những ngày trước đó. Nhiệt độ cao nhất chạm ngưỡng là từ 33 cho đến 35 độ. Tuy nhiên, do tốc độ đô thị hóa nên quý vị và các bạn vẫn cảm thấy là oi nóng. Khi lưu thông ngoài đường thì quý vị vẫn cần trang bị những vật dụng thiết yếu như là áo chống nắng, khẩu trang và kính mát. Hôm nay cũng là ngày nhiều mây hơn trên khu vực đất cảng và nhiệt độ cao nhất sẽ rơi vào khoảng từ 32 cho đến 33 độ. Độ ẩm trong ngày dao động từ 78 cho đến 90%. Về đêm thì đới gió đông nam dầu ẩm sẽ thổi vào, cũng đem đến những luồng gió mát và kéo nền nhiệt độ về khoảng từ 25 cho đến 26 độ, tiết trời dần dịu mát. Cũng nằm trong xu thế chung với thủ đô Hà Nội thì thời tiết nóng bức sẽ lại chi phối thành phố trong vài ba ngày tới. Để đảm bảo cho sức khỏe của mình trong mùa nóng thì đặc biệt đối với trẻ nhỏ, ngoài việc cung cấp bổ sung các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, quý vị cũng nên là cho trẻ dùng nước muối sinh lý nếu trước đó trẻ có ra ngoài tiếp xúc với bụi bẩn, nhằm phòng ngừa điều trị bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp trên. Nắng và nóng vẫn là thời tiết chủ đạo trong ngày hôm nay. Tại thành phố biển Đà Nẵng thì nhiệt độ trưa chiều tại đây sẽ xấp xỉ ngưỡng từ 36 cho đến 37 độ. Về đêm thì nhiệt độ duy trì ở mức từ 27 cho đến 28 độ. Thời tiết khô nóng kéo dài nhiều ngày qua tại Đà Nẵng chắc chắn là đã ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của người dân, đặc biệt là người cao tuổi. Dừng chân tại thành phố mang tên Bác thì hôm nay thành phố có nắng lên từ sớm và khả năng kéo dài từ 8 đến 9 giờ trong ngày. Nhiệt độ sáng nay xấp xỉ là 27 độ. Đến trưa chiều thì nhiệt độ sẽ tăng nhanh lên ngưỡng từ 33 cho đến 35 độ. Chỉ lưu ý là trong khoảng chiều tối mưa rào sẽ có khả năng xuất hiện. Tuy nhiên mưa đến nhanh và cũng kết thúc nhanh. Lượng mưa không lớn nên sẽ không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động thường nhật của người dân. Nằm trong xu thế chung với thành phố Hồ Chí Minh nên hôm nay thời tiết tại thành phố Cần Thơ thì có nắng gián đoạn trong ngày. Mưa rào có khả năng xuất hiện từ sớm nhưng mà từ khoảng trưa chiều thì trời nhiều mây và có mưa nên nền nhiệt tại đây dự báo giảm hơn 24 giờ trước đó. Mức cao nhất chỉ ở khoảng là 33 độ. Về đêm thì nhiệt độ lại giảm xuống ngưỡng là 26 độ. Trời dịu mát hơn và độ ẩm dao động từ 65 cho đến 85%. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin thời tiết đô thị của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.